À, chưa gì thấy chén muối ớt là thấy chảy nước miếng này, thấy chưa? Ừ, Ủa mà đỏ tươi vậy có cay quá không vậy? coi trái nó chín ngon không. Ừ. Có trái bầu út chắc cắt ra Út ơi, cắt ra rồi đem về. Đây cô chú chị các bạn xem nè, cái ổi của mình nay cái trái nó cũng hơi to to rồi ha, nó cũng cỡ cái chén nhỏ rồi này, chưa phải là chén lớn chén nhỏ thôi. xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay á, mình lấy mấy cái bao giấy nè để mình ra mình bọc mấy cái trái cây. Bây giờ mình bọc cái trái ổi trước, tại vì cách đây chừng vài ngày á, thì mình phát hiện có mấy mấy anh mấy chị sóc tới thăm cái vườn của mình, nó tới nó nhổ mấy cái củ hành tím á, mình trồng đằng kia đó, thì nó nhổ lên xong rồi hình như nó ăn nó bị cay hay sao, nó để lại nó sắp lớp, nó để ở bên trên đó, cho nên mình không biết chuyện gì tại sao lại lại bị nhổ lên hết. Thì cái mình rình mình coi thì mình thấy là có mấy con sóc nhỏ nhỏ đó, thì nó đi vòng vòng giống khu vườn của mình nè, cho nên mình sợ quá, mình sợ là nó sẽ ăn mấy cái trái cây của mình là hơi mệt luôn á, cho nên là mình tranh thủ mình lấy mấy cái bao giấy mình sẽ bọc mấy cái trái trái ổi lại. Với lại mình sợ mấy cái trái nhãn á, mình nghĩ là nó mê lắm tại vì nó ngọt, với lại trái nhãn nó có cái hột mà mấy con sóc nó mê cái hột lắm, trái nào mà có cái hột bên trong là nó ăn, nó cạp nó ăn cái hột á, cho nên là mình có xin cái mấy cái bao ở bên bà dì Lục Bình Nam Cali á, một hồi sẽ qua cho mình mấy cái bao để mình bọc mấy cái trái nhãn nữa. Rồi mình sợ mấy trái mãng cầu nữa nha, khi mà sóc nó tới thăm rồi là hơi cực kỳ lo lắng luôn, tại vì nó sẽ phá dữ lắm, nó hái hết trái này trái trái kia nó ăn, mà nó khôn lắm, nó lựa trái nào ngon nó mới ăn, còn cái nào mà dở nó hái nó ăn thử không ngon nó giục, cho nên là cũng bắt đầu là sợ khu vườn của mình có kẻ địch nó tới rồi. Bây giờ mình tranh thủ mình sẽ bọc mấy cái trái trái ổi trước, rồi mình sẽ bọc cái chờ bà Út qua mình sẽ bọc cái nhãn nhãn sau. Coi nè mấy cái trái này hả, mà nó rơi vào tầm tay của nó là nó cạp láng hết luôn á, cho nên là mình trùm lại đi, muốn có trái để ăn thì phải trùm lại giờ đâu là tiêu đời. Cái mùa này á, nhãn nó chín rồi đó, cho nên mình ra ngoài sau vườn nghe cái mùi nhãn nó thơm dễ sợ luôn á. Đây cuối cùng mình đã bọc được vài bọc rồi ha, còn mấy cái trái nhỏ nhỏ thì để từ từ nó lớn lên thì mình bọc sau, mình bọc mấy trái lớn trước thôi. Ồ, hình như bà Út bà tới rồi kìa. Rồi bà Út tới rồi, để mình ra mình bọc luôn cái cây cây nhãn của mình. Út có đem mấy cái bao cho con bọc nhãn không Út? Có đem đây nè, Út còn đem mấy cái bọc cho ti bọc ổi nữa, nhưng mà trễ rồi, Trễ rồi, sorry, đi 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 không kịp. con bọc cái đó rồi. Vậy hả? Đây con coi. Đây. Trời ơi, mấy cái em sóc này nó hại quá mà. Nó làm cho người dân khốn khổ. Trời ơi, tôi biết hả là Út phải đi order 3 loại bọc. Trời ơi. Đây nè, để cuối cho cùng cái coi. bọc này mới là vừa ý nhất hả? Đúng rồi, bọc này á là để bọc nhãn nè. À. Còn cái bọc này á là để đặt bọc ổi, nhưng mà dân Úc lại mua cái loại hơi nhỏ, thành ra cái ổi sẽ không vừa. Nếu bây giờ thì vừa nhưng con nghĩ nó lớn chút xíu nữa thì nó hơi chật ha. Với lại cái ổi phải trái nhỏ chứ còn trái của bên ti lớn quá. À, đúng rồi. À, Ủa không được ha, ủa, cả trăm cái này nè. Ôi uổng Nó quá, cái đó bọc được trái gì ta? không biết Chỉ ha. ổi nhỏ thôi. Nhưng mà cái này thì Úc đang có một cái idea nè. Bao khác nữa hả? Bao khác nữa. Nhưng cái bao này á thì nghĩ sao nếu mình bao bưởi? Tại vì bưởi á, là nó lạnh cái là nó bị vàng, Đâu con sóc nó ăn bưởi nổi. nhưng mà cái này á, là nó giữ Che ấm, che nó làm à. cho bớt 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 lạnh nè, Ồ, nên Út đem một ít qua thử coi bên này có xài được không. Trời ơi đủ trò hết luôn. Dân mùng dân mền cho nó. Với một món nữa là hôm qua Út thu hoạch cái này, Út đem qua cho Ti một trái ăn Ồ, rồi cái giữ gì lại nữa lấy vậy? hột đây Ồ. để đằng lấy hột để đằng năm sau mình trồng. Cái này là dưa kim đó hả? Dưa kim đó mà Út Sao trồng hổm? ở nhà mà nó lớn trái ghê Ờ, không. ôi sao hổm nhà con trồng hơn nửa trái này Út ơi. À, bữa Út thấy là Ti trồng Chắc bên trong này chậu đó. ít đất hơi ít đất Ồ. với ít nước, Nhưng một giây nó ra trái nhiều không? bên Út thì không biết mấy giây, tại Út ăn hột rồi Út để dưới gốc cây á thì À. nó được chắc cũng cỡ chục trái, Một giây á hả? không À, không biết ăn bao nhiều. nhiêu giây, À hả? nhưng mà nó ra được chừng chục trái mà nó Trời hơi bị ơi. trễ trong năm, À. nên nếu nghĩ là năm sau mà mình có trồng á
thì mình bắt đầu từ tháng 3 hoặc tháng 4 đi. À. Còn Út trồng là nói tháng 7 rồi. Út ăn thử chưa? Chưa luôn. Ôi được trái dưa. Dưa này là kêu là dưa dưa Hàn nè. Dưa kim. Dưa kim Hàn Quốc á. Hồi xưa như mình nghe cái tiếng là như là dưa hoàng kim á. Phải không? Như vậy đó. Con cũng không biết nữa. Bây giờ thì hai dì cháu sẽ ra cái cây nhãn. Đây. Trời ơi, nhãn nay trái chùm chùm luôn mà. Sợ mấy anh mấy chị sóc này tới nó. Ôi năm nay nhãn trái bự đảo quá ha. Nó mà bẻ một cái là thôi bẻ nát luôn đó. Coi chùm nhãn coi nè. Cô chú anh chị các bạn thấy mê không? Trời ơi. Đó. Cái chùm này là nó gần sát cái bếp cho nên là khoái lắm. Không ai dám lại gần á. Không có con sóc nào dám lại gần đâu. Trời ơi nó lớn. Trái to không hả? Ừ, trái to mà đều. Mà con thấy cái bên cái cây nhãn của Út là trái to không? Không biết mà thấy cái chùm nó sai trái quá chừng luôn á. Thích quá à. Vậy được không hả? Vậy nó đâu hái được hả? Ừ, nhưng mà bên Ti không có bị chuột hả? Không, không có chuột mà có sóc. Bắt đầu. Ơi, để Út nói cái vấn đề của Út là sáng ra là một gốc nó đầy hột, đầy vỏ. Thì ra là con chuột. Ủa chuột nữa hả? Bởi vì hả là Út bực quá cái Út mới bỏ một cái bẫy, Út bẫy con sóc. Mà sáng Út không có thấy con sóc mà Út bắt con chuột. Mà tôi biết khi mà con chuột đó là những cái chỗ mà trống trống đó. À. Là hắn vô đó là hắn ôm ra thôi. Ôi ôi. Ôi. Khổ chưa? Không, con có nghe mấy chị có bình luận ở trên YouTube thì nói là cái vườn của mấy chị là bị chuột á. Bị chuột nhiều hả? Lắm. Ừ. Ôi, Út lần đầu tiên thấy con chuột ăn, Út tưởng con sóc tại vì... Chuột to không? À, chừng cổ tay Út thôi. Nhưng có cái này thấy cưng lắm nè Ti. Là Út thì Út canh để Út bẫy con sóc. Nhưng mà Út thấy nó thấy thương quá đi. Có một bữa trưa, gần như bữa trưa nào Út cũng thấy nó ôm cái nhãn. Rồi cái nó chạy ngang cái sân. Mà nó vừa chạy mà nó còn đứng dùm dòm. Đây có mấy cái bao này trùm lại đỡ ghê chưa. Coi nè, an toàn rồi ha. Còn mấy cái ngạnh này á, có vài trái bên hông á, mình bỏ vô thì nó không đủ, mà để ngoài thì hơi kệ, để vậy đi. Đó, ở đây nữa nè. Đó, tùm mền hết rồi. Tùm mền hết rồi. An toàn rồi ha. Còn một số chùm ở trên đó. Đây này cũng còn nhiều lắm, nhưng mà hết bao rồi cho nên phải chịu thôi. Để bữa nào qua bà Út mình xin thêm nha. Qua bà Út Lục Bình, Nam Cali mình xin thêm. Rồi bây giờ Út qua mình hái mận ăn đi. Tại hái mận cũng nhiều á. Rồi bây giờ hai dì cháu sẽ đi qua cái cây mận này để kiếm một số mận nào chín chín mình hái mình ăn nha. Tâm một chén cái muối ớt để mình ăn. Đây nè, mấy cái trái này nè. Ui, mấy cái trái này là nó chín rồi nè, ăn ngon lắm. Mấy cái trái chín là nó ngọt rồi. Coi trái nó chín ngon không? Có trái bầu Út chắc cắt ra Út ơi. Cắt ra rồi đem về chia ra đi con Út ngượng nữa ăn. Luộc chấm chao ăn rất ngon lắm á. Ở trái này nó bị mềm rồi. Trái bầu dài như vậy nha, mà Út bấm thử một cái là non mướt á. Út thấy cái lông của nó nè. Út coi cái lông của nó vẫn còn luôn á. Nè chừng nhau cao. Ở cô chú anh chị các bạn thấy ngầu không cái cây mận mà nó có bầu nè. Ở quá là ngon luôn. Cái nè, mà nó đẹp quá ha. Nó suông vậy. Để thử coi, để thử coi nó cao tới đâu Út vậy. Đây. Chắc ôi. Ơi cao tới nách á. Người ta nói chân dài tới nách là vậy nè nha các bạn. Dễ sợ không? Thấy ham quá à. Non ngon ha. Ừ, đẹp nữa. Mà Út biết không, khi mình trồng ở nhà cắt vô ăn nó ngọt. Mà trái nó ngọt lắm. Không có chứ, này không có bị sâu nữa ha. Thấy hấp dẫn quá. Rồi. Rồi bầu cuối mùa. Chưa gì thấy chén muối ớt là thấy chảy nước miếng rồi, thấy chưa? Đỏ tươi vậy có cay quá không vậy? Con nghĩ chắc cay đó. Nhưng mà ăn vậy mới ngon. Ôi nghe mùi thơm ngát luôn á. Yeah. Rồi bây giờ hai dì cháu sẽ hưởng thức mận. Ăn được đợt nào hay đợt đó. Chỉ còn có mấy chùm thôi mà mình nghĩ là bây giờ ăn nó sẽ ngon rồi. Tại trái nó đỏ rồi. Ngon chưa? Ăn ngon hay không là một phần lớn là nhờ muối nữa nè. Thấy chén muối là hấp dẫn rồi ha. Mà thấy mận này có nước ha, ăn này nước. Dễ khác được nè. Thích cái cây bầu quá. Út lấy giống không? Giống nè. Mà đó không có vàng. À không quên. Coi làm vàng đi. Kêu làm vàng đi, đặng trồng một hai vàng bầu, vàng mướp gì đó.
Út tính trồng vàng khổ qua. Vàng khổ qua thì Út trồng ở chỗ vàng bí ngày xưa là được rồi. Cái vàng bí á, bí nó nhỏ quá. Ồ. Ừ. Với lại Út trồng khổ qua đang cho vườn Út uống đó. Thành ra thật cần nhiều. Ti Út thấy có cái loại mướp gì á Ti, nó dài như cái trái bầu vậy. Ừ. Có giống không? Ừ. Chưa hả? Nhưng mà con có thấy. Nhưng mà Ti muốn trồng không? Ở đâu rồi? Tại vì hôm rồi á, bây giờ thì không có, nhưng có người hứa cho Út trên cái group á mà họ đã Út tặng cây cho họ đó thì họ có hỏi Út là chị ơi chị có muốn mướp Lào không? Cái đó là mướp Lào đó. Ừ. Cái lúc đó thì Út chưa có làm nên Út mới nói không, Út không muốn lấy. Nhưng mà Út xin được. Bây giờ xin lại được hả? Người Út đó thì đi. Cũng còn liên lạc. Út xin đi, nhiều khi trồng thì Út qua Út hái ăn. Chắc vậy quá, ừ. Tại vì không có, bên Út không có cái vàng. Thôi hai vợ cháu cũng xin tạm dừng cái video ngày hôm nay tại đây nha. Sẵn bà dì Lục Bình Nam Cali đem qua mấy cái bao để mình bọc nhãn đó. Thì rủ ở ngoài vườn ăn trái cây luôn, có gì mình đãi đó. Bây giờ thì cũng xin tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Rất là mong được tất cả cô chú anh chị các bạn sẽ yêu mến gia đình nhỏ của Ly Đình, cũng như là cái kênh mới của bà dì của mình là Lục Bình Nam Cali. Rất là mong tất cả quý vị sẽ vô để xem cho vui, cũng như là ủng hộ cái kênh mới này của dì mình nha. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người. Bye. Chào mọi người, ủng hộ mình nhé.